Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, trong khuôn khổ nội dung chương trình của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã thẳng thắn nêu quan điểm về những tồn tại, thiếu nhất quán trong việc triển khai biện pháp phòng chống dịch, nhất là yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội tại cơ sở, việc thực hiện các quy định đi lại, lưu thông hàng hóa còn thiếu thống nhất, gây ách tắc, phiền hà cho người dân. Đây có lẽ là một trong những vấn đề rất nóng được đặt ra trong thời gian gần đây. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, sáng ngày 21 tháng 10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30-2021-QH15 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Nêu ý kiến về công tác phòng chống dịch COVID-19, Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho biết, báo cáo đã chỉ ra những hạn chế tồn tại như công tác phòng chống dịch có lúc có nơi còn bị động, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Vẫn còn thiếu nhất quán trong triển khai biện pháp phòng chống dịch, nhất là yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội tại cơ sở. Việc thực hiện các quy định đi lại, lưu thông hàng hóa còn thiếu thống nhất giữa các địa phương, gây ách tắc phiền hà cho nhân dân. Ông Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh đến những thành công trong việc ngoại giao vaccine của lãnh đạo đảng, nhà nước từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội trong các cuộc điện đàm, trao đổi cấp cao, gặp gỡ song phương, đa phương đều có những kiến nghị liên quan đến hỗ trợ vaccine. Bên cạnh đó, ông Cường cũng nêu ra những sự cố gắng của đội ngũ tuyến đầu, y tế cơ sở trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Về giải pháp cho năm 2022, về Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đề xuất cần có thêm phần nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Ông Cường lấy ví dụ về vấn đề phòng chống dịch thì cần tập trung giảm tỷ lệ tử vong, tiêu chí xác lập tình trạng bình thường như thế nào để các địa phương cùng áp dụng giúp cho giao thương đi lại của người dân mới thuận lợi. Các địa phương có thể ban hành các quy định phù hợp nhưng không vi phạm các tiêu chí về bình thường mới. Về phục hồi và phát triển kinh tế, ông Cường nêu câu hỏi phục hồi ra sao với các gói kích cầu, giải ngân vốn đầu tư công thế nào mới thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh đó, cần xem xét đến việc sản xuất, lưu thông hàng hóa, cải cách hành chính. Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, trong phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, nước ta đã có nhiều thành quả tích cực, có sự thông suốt trong chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên, vị đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng, vẫn còn tình trạng một số địa phương chưa nắm chắc được tình hình dịch bệnh. Điều này đã được Thủ tướng chỉ ra trong một số lần họp trực tuyến với các địa phương đại biểu An cho biết, đại biểu đến từ tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, hiện nay trong điều hành chống dịch vẫn còn có tình trạng lo lắng quá nên không dám đưa ra quyết sách. Đại biểu An nhấn mạnh, tôi nghĩ rằng cần phải linh hoạt chuyển từ quá lo sợ sang tự tin chiến thắng, không chỉ vì quá lo sợ mà làm chậm đưa quá trình phục hồi kinh tế, tâm lý quá lo sợ dẫn đến cát cứ cần phải có chấn chỉnh nghiêm khắc. Bên cạnh đó, ông An cho biết trong phòng chống dịch Covid-19 chưa phát huy nguồn lực y tế tư nhân hay cần tránh tình trạng loạn giá xét nghiệm sars cov 2 Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đồng loạt tạm dừng kiểm soát tại các chốt ra vào cửa ngõ, thay đổi quy định đối với người dân ra vào địa bàn. Việc làm này đã tạo sự thông thoáng hơn hẳn cho nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, doanh nghiệp. Chiều tối ngày 20 tháng 10, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sát công an thành phố Hồ Chí Minh PC08 cho biết, lực lượng kiểm soát dịch đã ngừng kiểm tra giấy xét nghiệm nCoV tại 12 chốt ở cửa ngõ thành phố, nhằm tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, ngừng kiểm tra giấy xét nghiệm ncov, lực lượng kiểm soát dịch chỉ kiểm tra khai báo trên phần mềm vneid, chứng nhận tiêm chủng vaccine liều gần nhất sau 14 ngày hoặc f không khỏi bệnh dưới 180 ngày đối với người vào thành phố. Trước đó, ngày 30 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh công bố nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị 18, thành phố giải tỏa toàn bộ chốt nội đô, bỏ giấy đi đường, chỉ duy trì 12 chốt ở cửa ngõ chính và 39 chốt phụ giáp danh các tỉnh để kiểm soát người ra vào địa bàn. Thời điểm này, người dân lưu thông qua cửa ngõ phải xuất trình kết quả âm tính ncov còn hiệu lực và khai báo trên ứng dụng vnid ngày 16 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hướng dẫn nêu rõ chỉ yêu cầu chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 với hành khách đi xe từ địa bàn có dịch cấp độ 4. Trong khi đó, từ tối ngày 15 tháng 10, tại Hà Nội các chốt kiểm soát liên ngành đảm trách tại các cửa ngõ đã dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua. Lực lượng cảnh sát giao thông tại 22 chốt cửa ngõ Hà Nội chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh. Riêng lực lượng tại chốt số 8 ở trạm thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện Vân Giang, tỉnh Hưng Yên sẽ rút. Các vị trí chốt trực còn lại tiếp tục duy trì lực lượng phân luồng, hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cũng trong ngày 15 tháng 10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký chỉ thị số 8 CTTU của Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp chính quyền địa phương phải đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển. Người hoàn thành cách ly tập trung phải được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú, lưu trú, làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất. Sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về y tế, trong đó nêu rõ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. Từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, thêm nhiều tỉnh thành phố như Yên Bái, Nam Định, Bà Rịa, Vũng Tàu và nhiều tỉnh thành khác đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát việc đi lại như không yêu cầu người đến địa phương phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, bỏ giấy đi đường. Theo quy định mới, nhiều địa phương cũng không yêu cầu cách ly tập trung với người về từ vùng xanh, vàng, người đã tiêm hai mũi vaccine, F0 đã chữa khỏi bệnh. Tại Yên Bái, Dân đến hoặc về tỉnh Yên Bái không phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và không phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch y tế. Tuy nhiên, đối với các trường hợp đến từ các địa phương có dịch nguy cơ rất cao, nguy cơ cao hoặc vùng phong tỏa, Yên Bái vẫn yêu cầu người dân phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 chưa quá 72 giờ. Trường hợp không có giấy xét nghiệm thì xét nghiệm test nhanh tại chốt kiểm dịch y tế. Ngoài ra, Yên Bái cũng yêu cầu đối với riêng những trường hợp về và đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, người dân phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày đầu tiên và vào ngày thứ bảy. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Tại Hải Dương, từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, người đến và về từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch ở cấp độ 3 tương ứng với màu cam, cấp độ 2 tương ứng với màu vàng và cấp độ 1 tương ứng với màu xanh khi vào Hải Dương không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, không áp dụng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trừ trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất khứu giác. Đối với người đến và về từ các tỉnh thành phố khu vực có dịch ở cấp độ 4 tương ứng với màu đỏ hoặc vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 vùng cam khi vào tỉnh phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định. Tại Nam Định, người vào tỉnh Nam Định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đối với người về từ vùng cấp độ 4, vùng đỏ hoặc khu vực phong tỏa đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về tỉnh hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì cách ly tại nhà 7 ngày. Sau đó, công dân tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày và xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và vào ngày thứ bảy người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vaccine hoặc tiêm đủ 20 vaccine nhưng chưa qua 14 ngày, tính từ mũi tiêm cuối, thì cách ly y tế tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy khi cách ly tập trung và ngày thứ 14 khi cách ly tại nhà. Đối với trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở y tế 14 ngày sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14. Với những người về từ vùng cấp độ 3, vùng cam và vùng cấp độ 2, vùng vàng thì phân làm hai trường hợp. Người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về tỉnh, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, xét nghiệm vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vaccine hoặc tiêm đủ hai mũi nhưng chưa qua 14 ngày tính từ ngày tiêm mũi cuối thì cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về tỉnh. Sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14. Còn lại đối với người đến và về từ vùng cấp độ 1 vùng xanh thì tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thường xuyên khai báo y tế, thực hiện 5K. Tại Thái Bình, từ ngày 16 tháng 10, hầu hết các trường hợp về Thái Bình đều không phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trừ vùng đỏ, vùng cam và nơi đang phong tỏa. Cụ thể tất cả người đến và về tỉnh phải có giấy tờ tùy thân, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh. Thái Bình không tiếp nhận người đến và về từ vùng dịch cấp độ 3 vùng cam và cấp độ 4 vùng đỏ cùng các vùng đang phong tỏa. Các trường hợp đặc biệt như thực hiện công vụ, vận chuyển hàng hóa, hoàn thành cách ly tập trung, đi khám chữa bệnh từ vùng dịch cấp độ 3, vùng cam, vùng đỏ và các vùng phong tỏa khi vào tỉnh. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định chung, phải có kết quả xét nghiệm sars cov 2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm, xuất trình các giấy tờ liên quan chứng minh phù hợp với lý do vào tỉnh. Riêng đối với người về từ các địa phương có số mắc COVID cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, khi về Thái Bình sẽ phải cách ly y tế tập trung, thực hiện xét nghiệm sars cov 2 tại Bà Rịa Vũng Tàu, từ tối ngày 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong văn bản nêu rõ, người dân được di chuyển trong nội tỉnh, trừ các trường hợp đi và đến các địa bàn có dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Công an vẫn sẽ duy trì các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, nhưng việc hoạt động nhằm hướng dẫn người dân qua chốt thực hiện khai báo y tế và di chuyển. Người dân không cần xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khi qua chốt, công dân thực hiện khai báo với công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú trên các ứng dụng PC Covid, sổ sức khỏe điện tử hoặc phần mềm VNIDD. Trường hợp không lưu trú qua đêm thì không cần khai báo. Cũng kể từ ngày 16 tháng 10, người dân Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được tắm biển, tham gia các hoạt động thể dục ngoài trời nhưng không tập trung quá 20 người. Hoạt động thể dục trong nhà không tập trung quá 10 người. Người tham gia đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Các dịch vụ cắt tóc, cội đầu được hoạt động nhưng không quá 5 người cùng một thời điểm việc nối lại đi lại lưu thông hàng hóa giữa các địa phương là mong mỏi của mọi người cũng như các doanh nghiệp hy vọng rằng với sự chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt từ chính phủ cùng với sự chung tay của người dân covid 19 sẽ sớm được đẩy lùi và mọi hoạt động đời sống trong đó có việc lưu thông đi lại sẽ được khôi phục hoàn toàn trong thời gian sớm nhất thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.